Xin chào mọi người, tiếp tục là nội dung phim Thôn Vệ Tinh Không. Ở tập trước, La Phong đã gia nhập vào tiểu đội Hòa Trùy, giải cứu Đức Từ Hân, vậy nhưng trước khi thoát ra ngoài, cả nhóm đã bị phục kích bởi một đám yêu thú lẫn tiểu đội Hồi Nhà. Biết cứ bỏ chạy không phải là cách hay, đội trưởng Cao Phong liền ở lại chặn hậu. Thực lực Cao Phong được đánh giá là mạnh nhất trong tiểu đội. Những người còn lại sau khi tách nhau ra liền chạy vào một tòa nhà gần đó lẩn trốn. Vậy nhưng chạy đâu cho tắt nắng, họ lập tức đụng độ phải một bầy quái vật. Nhờ sự kết hợp ăn ý, họ dễ dàng đẩy lui kẻ địch, cứ một kiếm là một mạng, chỉ là số lượng của nó lại quá đông. Trong số đó lại có một con biết ẩn thân thuật khiến La Phong không phát giác ra. Trong lúc mọi người đang chém giết quái thú thì một con cuối cùng đang ẩn nấp lại tính úp sau Từ Hân. Cũng may La Phong kịp thời phản ứng cứu được Từ Hân một mạng. Về phía đội trưởng Cao Phong, mặc dù lấy một địch nhiều vậy nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn đánh bại đám quái thú. Hiện tại vấn đề quan trọng vẫn là Từ Hân, nàng ta chỉ là người bình thường, lại trải qua nhiều chuyện kinh khủng nên là tâm trí cũng có phần không tốt. Lần này mục đích nàng xuất hiện tại đây là vì nghiên cứu thuốc ngăn chặn virus. Thí nghiệm giai đoạn đầu rất thành công, vậy nhưng có hiệu quả với quái thú biến dị hay không thì phải tới khu hoang dã thu thập số liệu trực tiếp. Cho nên đây mới là lý do vì sao nàng ta lại ở chỗ này. Chỉ tiếc là tất cả mọi người đi cùng đều thiệt mạng, riêng nàng làm may mắn bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn còn sống sót. Mọi người nghe xong càng tức giận, họ cũng biết có kẻ đứng sau lợi dụng, mà người nằm trong danh sách hoài nghi nhất vẫn là tiểu đội Hồi Nhà. Về phía tiểu đội Hồi Nhà, bọn họ dự định dẫn dụ một đám hồ quy khuyên tới, coi như là tặng cho phía Hoài Trùy một phần lễ vật. Mọi chuyện bên ngoài đã được đội trưởng Cao Phong giải quyết, mọi người cũng quay lại tập trung, mặc dù muốn điều tra mọi việc ở đây cho rõ ràng, vậy nhưng nhiệm vụ bảo vệ Từ Hân vẫn quan trọng hơn. Trong khi đó quái thú lại không ngừng kéo tới, bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Trong lúc phía Hoài Trùy đang thảo luận thì hai tay súng bắn tỉa bên Hồi Nhà đã chuẩn bị sẵn sàng, việc trước tiên cần làm là dẫn quái thú tới. Sau khi đã bật thiết bị phát sóng âm, bọn chúng cũng bắt đầu nổ súng. Nếu như có thể làm cho đám người của tiểu đội Hồi Nhà bị thương, lại thêm quái thú tấn công, tỷ lệ sống sót của bọn họ vô cùng thấp. Bị tập kích bất ngờ, đội trưởng Cao Phong lập tức phải ăn đạn, may mắn là có áo giáp bảo vệ. Ngay sau đó là một màn mưa đạn buộc mọi người phải chạy đi ẩn nấp. Tuy không có án mạng nào xảy ra, vậy nhưng một thành viên trong đó vì bảo vệ đội trưởng nên đã lấy thân mình ra che chắn, kết quả là bị đứt một cánh tay. Biết không thể ở thêm, mọi người liền bỏ chạy. Đạn vẫn như cũ được bắn xuống như mưa, tuy nhiên lại không có viên nào trúng mục tiêu. Trước khi mọi người kịp chạy thoát thì phe địch đã sử dụng súng phóng lựu bắn về phía trước chặn đường. Động tĩnh quá lớn lập tức thu hút đám quái thú tới, lần này quái vật đều là cấp thú tướng. Vài con còn khó đánh, đây lại đếm bằng số lượng hàng chục. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành quay xe, đoàn quái thú ồ ạt đuổi theo. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, phía trước lại thỉnh thoảng có một vài con ngáng đường. Vậy nhưng cuối cùng vẫn bị La Phong sử dụng tinh thần lực điều khiển phi đao hạ sát, cả đội thành công đi vào bên trong một tòa nhà ẩn nấp. Chứng kiến kết cục này, mọi người đều vô cùng tức giận, chuyện La Phong là tinh thần niệm sư, họ cũng nhất trí không tiết lộ. Tuy nhiên trong thời gian mọi người nghỉ ngơi, một con ngân nguyệt hung lang đã tiếp cận lại gần. Bởi vì La Phong là tinh thần niệm sư, vậy nên thực lực cũng gần với ngân nguyệt hung lang nhất, nên anh lập tức muốn ra sân chiến đấu. Mọi người cũng không có sự lựa chọn nào khác, họ phải đồng ý với quyết định đó và nhắc nhở cậu phải chú ý an toàn. Cũng may con ngân nguyệt hung lang này đã trọng thương nên phần thắng cũng cao hơn. Đối mặt với quái thú cấp cao, thay vì lao tới trực tiếp giao thủ thì La Phong bắt buộc phải chọn cách đứng từ xa đánh úp, chỉ cần lựa chọn thời cơ hợp lý. Tuy nhiên tốc độ cùng phản xạ của nó lại không tầm thường một chút nào, tất cả phi tiêu được phóng ra đều bị đối thủ né tránh, La Phong cũng đồng dạng bị ăn hành một trận sấp mặt. Đáng tiếc đối thủ của nó lại là nam chính, sau một hồi giành được lợi thế, La Phong suýt về cho ông bà thì kỳ tích lại xảy ra. Quái thú cứ như vậy bị phi tiêu xuyên cho một lỗ trên thân thể và nằm xuống, kết quả này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Không chờ đợi thêm, các thành viên khác lập tức chạy tới chúc mừng, cũng không quên thu thập vật tư như dao, móng vuốt, răng. Những thứ đó bán lại cũng kiếm được một số tiền lớn. Ngoài ra họ cũng phát hiện một máy phát tín hiệu được gắn lên thân thể của Ngân Nguyệt Hung Lang. Hiển nhiên nó cũng là mục tiêu mà tiểu đội Hổ Nhà nhắm tới. Vậy nhưng trước khi bọn chúng chạy tới nơi thì mọi thứ chỉ còn cái nịt nữa mà thôi. Tức giận vì con mồi sắp tới miệng lại bị người khác đoạt mất, bọn họ lập tức quay về, may ra còn kịp chặn cướp giữa đường. Tuy nhiên điều này dường như cũng nằm trong tính toán của tiểu đội Hỏa Trùy. Không lâu sau, cả hai tiểu đội cũng chạm mặt nhau, bên này bị bên kia phục kích, còn bên kia lại bị bên này cướp đồ. Nói tóm lại, cả hai bên đều vô cùng tức giận và cả hai phe đều muốn dạy dỗ nhau. Rất nhanh sau đó, đao kiếm cũng được rút ra, chưa biết bên nào ăn bên nào, vậy nhưng chắc chắn là không ai sợ ai cả. Chỉ có điều nơi này cũng không phải là nơi hoang vắng như ban nãy, nên hành động xích mích giữa hai bên lập tức bị quân đội can thiệp. Kết quả là không có màn đánh nhau nào, tất cả dừng lại ở việc cảnh cáo, thề rằng sẽ không bỏ qua đến từ hai phía. Rất nhanh sau đó, mọi người cũng quay trở lại, Từ Hân cũng về tới nhà an toàn.
Về chuyện của một thành viên trong đội bị cụt tay, La Phong từ trên lời của quản lý Vương biết được, trên thế giới này thực sự có bảo vật có thể giúp tay bị cụt hồi phục lại. Nếu đúng có bảo vật đó, vậy thì cơ hội khôi phục chân cho em trai A Hoa lại có hy vọng. Tên bảo vật được gọi là sinh mệnh chi thủy, dùng tinh hồn của vương cấp quái thú điện lăng vừa chế tạo. Mỗi bản sinh mệnh chi thủy có giá bán lên tới 30 tỷ đồng. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được, cái giá này quá lớn, vì huynh đệ trong tiểu đội cũng không mơ ước nữa. Bị mất một tay, chiến lược chiến đấu giảm mạnh, cách duy nhất là xuất ngũ là 16 quan. Về phần chiến lợi phẩm thu được, cả đội cũng nhận được một khoản tiền lên tới 1 tỷ. Làm xong chuyện, mọi người lại tập trung bàn bạc. Vấn đề cần phải quan tâm lúc này là tiểu đội Hổ Nhàm. Đội trưởng muốn sử dụng thuốc biến đổi gen để gia tăng thực lực. Loại thuốc này có thể ưu hóa gen trong cơ thể, giúp tổ chức thân thể của chiến binh đột phá trong thời gian ngắn. Trong vòng 2 tháng có thể giúp mọi người tăng lên tới cấp chiến tướng. Mặc dù có tác dụng rất lớn, vậy nhưng tác dụng phụ vẫn có rất nhiều. Đặc biệt là sau khi đạt tới giới hạn, thực lực sẽ rất khó tăng lên. La Phong còn trẻ tuổi, lại là tinh thần niệm sư, tiền đồ bất tận nên không cần sử dụng. Vậy nhưng những người còn lại cũng có tuổi rồi, tu luyện tới cực hạn cũng tương đương với dùng thuốc, nên bọn họ sau khi nghe thấy ý kiến này lập tức đồng ý mua. Những ngày tiếp theo, La Phong vẫn miệt mài luyện tập, sắp tới mọi người trong tiểu đội đều sẽ đột phá, anh cũng không thể ngồi yên được. Ngay sau khi tu luyện xong, đội trưởng đã gọi điện tới hẹn gặp mặt tại liên minh. Mục đích lần này hẹn gặp là muốn tặng anh một món đồ. Trong chiếc vali là 6 chiếc phi đao cao cấp. Lần chiến đấu với Ngân Nguyệt Hùng Lang, phi đao không may bị hỏng. Vấn đề không phải năng lực mà là phẩm cấp vũ khí. Nếu có vũ khí tốt, thực lực của anh cũng tăng lên đáng kể. Không thể chối từ, La Phong đành nhận lấy. Hai người vừa định quay về thì gặp Tử Hần. Xem cách xưng hô của quản lý Vương và thái độ lịch sự, hiển nhiên là lai lịch của nàng ta không nhỏ chút nào. Càng ngạc nhiên hơn là anh trai Từ Cương của Tử Hần cũng có mặt ở đây. Xem bộ dáng của hắn, La Phong càng thắc mắc nên quay sang hỏi thăm lai lịch. Hóa ra gia tộc của Từ Hần là đại gia tộc trong nội bộ liên minh. Liên minh HR là gia tộc do 9 siêu cấp tạo thành. 9 siêu cấp gia tộc này phân bố trên toàn bộ thế giới, mỗi một cái trong đó lại bao gồm 10 gia tộc khác nhỏ hơn ủng hộ. Từ Dài chính là một trong 12 đại gia tộc của liên minh trong nước. La Phong sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên, bối cảnh lớn như vậy mà trước giờ anh lại không biết. Đúng lúc còn đang bất ngờ thì còi báo động đã vang lên, hiển nhiên là có quái thú tập kích. Cấp bậc của quái thú lần này đạt tới cấp lĩnh chủ, tên gọi Hắc Nham Hùng. Rất nhanh, quân đội cũng triển khai chiến cơ tấn công. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiến cơ chỉ làm cho màu mè chứ không có bất cứ tác dụng nào cả. Sau khi xả xuống cả nghìn viên đạn, Hắc Nham Hùng vẫn không chút tổn thương. Thậm chí nó chỉ cần thổi một cái đã khiến chiến cơ nổ tan tành, phi cơ bên trong cũng gặp nguy hiểm. La Phong thế về liền muốn ra trận, chỉ là đối thủ lần này có thực lực quá mạnh, ra ngoài đó chỉ có tìm chết, cho nên La Phong lập tức ngăn lại, thứ này không phải là bọn họ có thể đối phó. Trong lúc La Phong bất lực đứng nhìn thì một chiến binh khác đã xuất hiện, người tới chính là cường giả chiến thần Lục Cường. Thực lực của Lục Cường quả nhiên không tầm thường, không những thân pháp nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện né tránh tấn công, mà chỉ với vài đường kiếm, quái thú cấp lĩnh chủ đã bị hạ đo ván. La Phong chứng kiến tất cả cũng kinh ngạc, vì chiến thần này thực lực mạnh mẽ lại tu luyện cửu trọng lôi đao giống như mình, điều này càng khiến anh thêm tự tin vào công pháp. Tuy nhiên cảm giác chăm chú đó lập tức bị Từ Cương cắt ngang, hắn biết La Phong cũng có ý với Từ Hần nên xuất hiện để mỉa mày, hy vọng anh biết khó mà lùi. Đáp lại thì anh vẫn kiên quyết, sẽ có một ngày anh đạp lên đỉnh phong để những người khinh miệt phải cảm thấy hổ thẹn. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, các tập phía sau sẽ xuất hiện thêm nhiều cường giả lẫn quái thú mạnh mẽ hơn. Phim cũng kịch tính hơn, các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.